Anh em này, bây giờ ấy là ăn rất là healthy, tức là chủ yếu là ăn rau. Ăn rau là chính. Đúng rồi anh nhỉ. Tức là anh ăn ấy là rau cũng phải có kiểu. Tức là mình vừa chay tịnh tâm hồn, mình vừa thanh lọc cơ thể. Giống. Có chứ là rau nhá. Đấy. Đấy là rau sống. Đến rau xào. Rau xào. Thịt cả lộ. Chắc chắn chưa? Đấy, đấy, heo thì đấy. Heo thì đấy. Hai miếng thịt to nhất bữa tiệc là ông ấy gắp luôn đấy. Đây là do nó bị lẫn, nó nhầm. A few moments ago. Lẫn gì mà lẫn luôn hai cái miếng to nhất ở trong bàn tiệc. Thấy chưa? Lộ luôn hai cái miếng thịt mà to nhất trong bàn tiệc thì ông ấy gắp luôn chứ còn ai gắp. Anh lại lấy rau anh để đậy. Thôi nó chẳng may ở đây rồi thì thôi bắt đầu. Bắt đầu từ mai mình sẽ healthy. Anh đồng hơn.